Rồi chốt, ok đó. Để mở cho mình. Năm nay 2 tuổi rồi đỡ rồi. Đứa cái đứa 39, đứa 38 này, đứa chỉ dịu, đứa ăn lớn. Nhưng mà hơi 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 hao tiền chút đỉnh nha, có tiền mất của nữa. Mất của? Ừ. Mất hơn nhiều chứ. Thì tháng này nè. Tháng này. À, tháng này với tháng 4, tháng 7, tháng 10, ngán dữ. Còn trả cứ nhầm tức là năm nay sao chỉ dịu tốt. Nhưng mà cẩn thận lại ăn tiếng nói. Chúng cái hạn ngủ mộ là quý thoại này hạn ngủ mộ sống sao tài tính của là em cũng nói đâu bệnh bệnh luôn. Còn vợ ông xã ông chồng của cái cô này là cũng chức rồi. Đi đâu phải cẩn thận che cổ một chút nha. Chạy xe hả? À, cái tháng 4, tháng 8, tháng 2, tháng 4, tháng 8, tháng 2, tháng 4, tháng 8, tháng 2, tháng 4, tháng 8. Cuối hội thì cũng vậy, nó cũng muốn tương tám luôn. Chân hớn thì hạn nó nhẹ rồi, nhẹ hơn cái năm rồi. Năm rồi là te tua tơi tả luôn. Năm rồi không tốt. Nó bắt đầu năm nay là làm ăn được hả chú? Là bắt đầu từ năm nay nó làm ăn được nè, nhưng mà cái còn kỹ tháng giêng này một chút. Hết tháng giêng đi, tháng 2 gì nó làm gì nó làm, tháng 3 làm gì nó làm. Quý hợi của chúng có đau ốm bệnh hoạn hao tiền mà hao tiền rồi vô bệnh đó hả? Bệnh mà còn mất tiền nữa nha, trước bắt đầu của bệnh còn mất tiền hả? Hôm qua của người hôm nay sao thấy bạch không xấu xấu một con cái định đo mặt đồ trắng nguyên năm luôn không cho mặt đồ trắng. Còn mẹ thổ tú thì thổ tú là chị tháng gần này nè, bà đi gần tháng mẹ chị kìa. Chỗ nào đàn bà sinh đẻ là kêu bà đừng có đi thăm. Đi thăm gì đó bệnh nè. Cái kỳ chứ. Tại vì cái năm chị như cái hẹn sống. Đi thăm con thấy dụng con cái người ta có chuyện gì người ta đổi thừa, nó tại vì nặng uống día gì đó, vậy đó. Nó đề phòng. Trong ba mẹ tôi cũng dự là có ai nghi có tính linh đó, nghi gì là có đó đó, bí hội cũng vậy, nhâm tức cũng vậy. Hai tuổi này hay là mất quán, mà số tuổi này cứ tự lập, hai tuổi này tự lập. Nghi gì có đó hả? Ờ, nghi gì có đó luôn. Thấy đa số anh em bên chồng của bộ nhờ hai chồng này nhiều. Bên này cũng nói hai chồng này nhờ lợi ích. À. Ở đó tôi đâu có ghét gì không? Có chứ, phải cẩn thận chút. Thế nó xấu sau lưng, nó không bị thóc tập gì gạo. À. Xấu sau lưng. Chứ phải cẩn thận chút nha. Sao tự nhờ tao mà nó xấu người ta ta? Nhờ tao mà nó vô tao giúp lần hai lần thôi chứ anh giúp hoài. Chơi bạn bè cũng phải cẩn thận theo chủ này, nhân tích với họ một chỉ đề phòng tiểu nhân. Tiểu nhân đó. Ý là chơi với bạn là cẩn thận hả? Chơi với bạn bè cẩn thận, kêu mượn tiền mượn bạc chứ cho mượn xe đi đâu rồi coi chừng. Nhất là mượn tức à. Đúng rồi, ông đó có tính thương lượng nhưng mà thương lượng thương không đứng chỗ đó nha. Cho mượn đi rồi nó đi luôn á, nhớ giữ. Ý là tương lai hay chứ hay là ngày đây tới Tết này, trong năm mai nè. À, giống như là có đi mà không có về đó, trước cho giữ. Bên chồng chứ chính họ này là còn với
hai bên luôn rồi. Ông bà có căn có phòng hồi xưa mà bên mình tham quan không? Là sao chứ? Tham quan của tổ đại thần. Nói chung là ông bà người xưa có căn. Có căn làm thầy là à, đúng rồi. Làm gì phải để cẩn thận rồi em cứ nói luôn. Mày đang này có mình á, có người ông đi công ty. Rồi hút thuốc nha.